Hiện tại thì xe mình đang ở nhà máy sơn mọi người nhé. Hiện tại là đang lên sơn để đưa đi cho các đại lý và các công trình mọi người nhé. Hôm nay dù trời mưa nhưng mà bên mình vẫn lên sơn để đi cho các đại lý để kịp phục vụ công trình đấy. Tất nhiên là ở một số nơi không mưa nhưng mà ở nhà máy mình thì đang còn mưa mọi người nhé. Trời mưa này thì họ sẽ nghỉ và có một số nơi nắng thì họ sẽ làm. Đây là đang còn lên sơn, đang sơn lên xe. Nhà máy mình thì nằm ở Thanh Ngoài, Hà Nội mọi người nhé. Còn văn phòng đại diện thì nằm ở Nhà Đông, Nghệ An, Nghệ An. Đây là đang dùng bằng xe nâng lên xe để cho sơn vào xe nhé. Đây đang lăn vào. Đấy, như mình đang còn bốc lên đây và bốc đây thì mình sẽ chạy về cho các đại lý và các công ty mọi người nhé. Đây là dòng sơn sơn nồi mọi người ạ. Đây, đang còn dùng dòng sơn nồi và bây giờ đang đi cầu hết sơn lọt ngoài và sơn bỏ ngoài nhé. Và đây là dòng sơn lọt ngoài và phương tặng là phương sơn chống nóng máy tốn mọi người nhé. Đây thì bên mình đang lên xe đây, công trình nào mà đang còn và hoàn thiện hoặc là đại lý nào đang cần hàng thì báo đơn bên mình, sẽ lên đơn và giá cho các bạn luôn nhé. Đấy, bắt đầu là chuyển, nó là chuyển 2, xe này tiêm khoảng cỡ 6 lít là đây xe mọi người ạ, bị quá tải đấy. Đấy, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.